Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đi vào chi tiết tô màu như vậy. Như vậy thì kết thúc ạ.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé các bạn.
Vậy tôi mò xong này. Xin chào tất cả các bạn đã quay